phải mình đi qua bên Cù Lao An Bình. Sao xe máy vô nước vậy ta? Xe máy vô nước còn sao? Giờ đây 11 giờ 20 phút. Đây, đang chờ xuống phà của bà đó đây. Đi trung tâm du lịch Vinh Sang. Bây giờ bên kia sao? À, xuống phà. Cây cối thì họ đi tùm lum tùm la hả? Đâu cần mua vé trước là bạn trả tiền, họ nói vậy đó. À, xuống tàu vượt sông Cổ Chiên nha, một nhánh của sông Cổ Long. Đó, này là con xe sắp xuống sông. Phà to mà. Sao, chị anh chị lần đầu tiên nghe vượt sông Cổ Long, hả Tý? Hả chị? Rồi nó xuống giờ đúng không? 11:20 đó. Để thử coi đây chạy có bao xa. Bao lâu? Cái này ngói gì bắt mấy thần đó không? Ở đây bên cái công ty du lịch Vinh Sang hướng này luôn. Rồi. Tạm biệt. Thành phố Vĩnh Long qua Cù Lao An Bình. Có khách sạn mà có mình ở hả? Đẹp chưa? Từ phà ngó lên, từ giữa sông. Tới rồi, mới có 5 phút à. Phà chạy nhanh chứ. Quá wow. Dây đầu với phà. Đó. Bét. Rồi, tới. Lên luôn. Lên phà. Beautiful. Cái xe trước Toyota Fortune. Vừa phải vừa nhé. Lên đây thì thông tin cái này. Nhiều tiền đây. Chết chục ngàn nè. Tới khu du lịch Vinh Sang rồi, sát rồi sông Cửu Long. Thấy chưa? Ở giờ là giờ tới đây là 11 giờ 20 phút. Đường chạy từ Vĩnh Hòa đây có khoảng mấy phút tới hả? Đây á, cái đối diện á, bệnh viện Xuyên Á ở chỗ đầu cầu Cái Cam đó bạn ạ, thấy chưa? Chơi mấy con ổng bơi.
Mọi người đang có mặt ở khu du lịch Vinh Sang thuộc Cù Lao An Bình, Đông Hồ, Vĩnh Long. Tôi là Thúy Liễu, là hướng dẫn viên đây, là người đồng hành cùng với đoàn và là vợ bé của anh áo xanh. Vậy hả? Vợ bé áo xanh kìa. Miễn phí. Hết trai ra nha. Ở đây có gì? Dạ. À, mức chôm chôm đặc thù là nha nguyên cái hộp luôn. Cái hộp thì khách đánh giá như hạt đều Bình Phước. Ở ngoài là chua có chôm. Đó đó. Mấy cái nơi khác á. Nếu mình đi tàu phải không? Đi tàu đi lên đến tàu này nè. Một năm hiểu làm cái này nếu phải trái trung bình mỗi năm là 200 kg. Cá nhiều lắm luôn. Một là cá tự nhiên con to to, cá tra con 5-7 cân. Mấy con nó bị xúc bè nó ra đó. Như thêm cái này cá phóng xanh của người ta. Đúng rồi. Cái lò trời này ngóc nhìn về hướng cầu Mỹ Thuận đó nha. Đó. Thì mình thông gần lại coi. Ok, hay chưa? Có mấy bè luôn cá kìa. Cảnh thơ mộng. Gió. Cái đẹp á, cái cao ha. Rồi. À. Cái hơi tối chụp. Ê, cái có chụp mồi. Chụp ngang đó. Đó. Nó hơi tối á. Trời. Trời. Ê, cái cắt lòi kiển nè. Cắt lòi á. Cái lá cắt lòi dại mình ăn bánh xèo đó. Biết không? Nè chụp coi rồi, biết đây. Rồi. Đó. Đây khách. Đứng chơi. Sống liệu vậy đó, ngày là cũng đi. Chưa chặt nha. Đứng rồi chừng ngang cái nha mong. Rồi, ngang cái. Ok. Đó. Rồi đứng nha mong. Rồi đi một phòng nữa để đi. Là chụp ảo hả? Nhưng mà giờ này hãy mình đi sớm chút là chụp đẹp hơn. Giờ này nó hơi đứng trời rồi. Chỗ đây có nhà hàng hay ăn phải không? Dạ đúng rồi, có khu vực ăn uống. Dạ sao? Ừ hả? Thích rồi ở đây. Còn mà đi ngang mình khỏi ghé anh. Chứ ta tà đi, lội lội thôi. Cái này gọi là sân cởi đà điểu. Kìa, mấy con đà điểu to kìa, bên kia kìa. Điểu. Có sao điểu đứng cái không? Ừ. Đây nó có câu cái gì đây? Con có sáu không? Con có sáu. Ngàn phải không?
Mà câu dính là bắt cá sấu không? Dạ đúng rồi, câu dính cá sấu tặng em về. Tặng nó về. Chuyện đó có chưa? Chuyện đó có xảy ra chưa? Không cho chiếu tôi đâu quay được. Rồi, bà nội quay nè. Kìa. Ôi, quá đồ. Hả? Đâu? Hai con hay không kìa? Dính rồi. Dính nó giật lên. Ôi, giật gì nói. Giật lên. Gì đó cái bé nó không? Dính không? Dễ gì dính nó quất mồi cái gì vậy? Cái xấu. Rồi, 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 dính rồi, dính rồi. Dính rồi, dính rồi. Ờ, rồi dính cái xấu kìa. Chưa? Dính rồi, cho tặng không quan về đó. Đứt rồi, đứt lưỡi rồi. Dễ gì. Hả? Đứng lên trên xe cao lên là mới thấy. Phạm. Dính rồi. Dính là đứt thôi chứ. Rồi. Dính là mình thua 10.000 vậy thôi. Phanh thôi. Chạy xì không biết chạy xì. Mắm mình cho nó ăn mà. Bầu thù lô vậy nè. Đi bầu. Quy định là email cởi một vòng là 30.000. Giờ một chút xíu thôi. Quá. Nửa muốn đi rồi, nửa muốn không. À, chơi xì nửa muốn đi muốn không. Nó sợ. Vô mà. Đồ cá. Còn cái vừa chỗ cái sau. Quá ha. Ừ, quá quá. Sắc mà xong. Có chứ, cá chứ. Cá chỗ bè xuống. Cảnh đẹp mà. Rồi, vậy vậy gì vậy chưa? Nó ta ta theo em. Chỗ xe bên xa. Ta ta. Ừ, vẫn còn lang thang. Khu sinh thái bên xa. Long. Rửa cho má cái đó cái thường hả? Hello. Hello em. Em boy ơi. Hello. Trong nhà hàng nha. Nhà hàng ở Vinsa. Khu du lịch. Đây là good view. Rồi rồi, có bờ sông kìa không? Mấy cái hàng tre này nha. Măng nạn ngon lắm á, măng tre kìa. Măng tre là lớn kìa. Măng tre thấu trong kia. Xì kìa. Đó, cái gì kìa. Cái nổi tôi kìa. Đó, cái gì kìa. Yeah. Ai muốn cởi email mà quyết định hoài không được giờ đi thì
vui chơi không? Thiền, thiền có ngắm phía dưới ta tàn cây đẹp lắm, cây dừa đó. Đi tới kìa. Làm gì đây? Đây đi một vòng rồi ha, cho mấy giờ mâm? Hả? Mấy giờ hả? Nó khó không về được. Đúng rồi. Đó, đường đi ha, thoải mái đây ở bến bến phà ăn mình dễ dàng. Còn muốn ghé vườn chôm chôm mà trên đường có nè, thôi mệt cũng vô mua chôm chôm thôi. Đó, trên đường vô thấy cũng đẹp ha, giờ còn sạch dữ vậy đó. Đây đây, thấy gánh ở bên đây không? Bè có, tàu đậu có. Yes. Mình chia rồi cho thích. Chắc chắn, chắc chắn. Rồi, được rồi. Rồi. Cửa sông rồi nó chạy qua sông này Cổ Chiên hướng chạy Vĩnh Long nhanh lắm quá nhanh tới rồi.